Dạ em xin mến chào cả nhà mình nha. Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Mai Vàng miền Nam của em. Hôm nay thì em quay một cái góc nhỏ đam mê của em tiếp tục. Ngày hôm nay thì em có một cái cây mai, gọi là cái cây mai đẹp nhất của vườn em. Em sẽ quay cho cả nhà mình coi. Và em sẽ coi cả nhà, cho cả nhà mình coi những cái phô mai vàng mà hôm bữa em đã trồng được á. Hy vọng cái đoạn clip ngày hôm nay thì sẽ được cả nhà mình ủng hộ nha. Đầu tiên vô thì cả nhà mình sẽ thấy đây là một cái cây mai mà hàng này hàng sưu tầm của em hay cả nhà. Cây này cây bài. Cho cả nhà mình coi cây mai nè. Nãy mới đo thử nữa không? 60 hoành eo chuẩn nha cả nhà. Thi cành nó đóng rất là khéo ha. Hàng này hàng thi đấu cái nè. Cúc cành đây. Cả nhà mình coi cúc cành đó nè. Nó dày đặc hết luôn. Ở sau nói chung ra cái cây này thì em thì rất là có duyên em mới sưu tầm được cái này ha cả nhà. Thân thủ đẹp nè, cúc cành đẹp mà bông cũng là đẹp nữa, mà cái dạng chi dâm nó cả nhà mình thấy nè. Rất là đẹp. Cái này thì nó có nó đang nằm chậu quên đâu đo chậu cái trọng quên đo bữa giờ chậu này chậu 7 lọc lòng cái gì á. Cho cả nhà mình coi một số những cái cây đẹp trong vườn em ha. Chậu 7 phải không? 7 lọc lòng đúng không? Ừ. Cái này đang nằm chậu 7 cả nhà. Cây này thì em bao nút năm nay à. Bữa thì mang về thì nó có bị cái lưới nó dính vô nó rớt lá hai lá hay trang cái đầu này thôi chứ không sao hết. Cho cả nhà mình coi xung quanh ha. Cây nhìn bề đế rất đẹp, cây này cũng dạng cây sầu rồi cả nhà. Chi phong sau lưng đây. Đó. Cây này đủ điểm năm nay mình chơi Tết quy hoàng cả nhà. Tại vì nói chung ra hàng này thì hàng em sưu tầm ha. Bữa giờ thì em cũng nói chung ra thì trong vườn thì cũng có những cây đẹp và có những cái cây gọi cao cấp và hàng tầm trung. Nhưng có cái quay lên thì cũng có một số anh em cũng sợ nói là thôi tài quay hàng tầm trung đi đừng quay mấy này, nhưng có cái em thì em có cây đẹp là em khoe cả nhà mình ơi. Đó, em cho cả nhà mình coi cái tàn nó gì cộm luôn cả nhà. Tàn gì cộm luôn nè. Ngày hôm nay thì em sẽ bán một cây đầu tiên của vườn nhà em. Hôm bữa giờ thì em chưa có giao lưu hết cả nhà. Ngày hôm nay thì em sẽ giao lưu với cả nhà mình. Đó, hy vọng ngày hôm nay cả nhà mình sẽ được cả nhà mình ủng hộ nha. Nói chung ra thì cái cây này thì nó trên đầu 100 mà cả nhà ơi. Thì cây này thì em sẽ chưa có báo giá được. Tại vì sao em mong muốn cây này á. Thì để cuối năm nay thì em sẽ đi chơi ha cả nhà. Rồi trong clip ngày hôm nay thì em sẽ cho cả nhà mình coi cây này. Cây này thì hôm bữa là em để lại năm nay thì em chơi bông đây. Cây này bông 8 nút rồi cả nhà. Cây đang nằm chậu cắt cái băng keo đây họ bó lại cho mày. Để nhìn vô duyên quá. Hôm bữa thì mưa cả nhà. Mưa là anh em sợ sợ bị gió nó lật á. Bởi vì em nhờ anh em bó lại cái. Ông lấy thước đo hoành tôi cái. Em sẽ bán cây này cây đầu tiên của vườn ha cả nhà. Cây này đang nằm cái chậu xi măng à, nói chung ra cây này thì em chia của mẹ của anh Hoàng ha cả nhà. Cái tàn nó gì cộm luôn à. Em chưa có vệ sinh, bữa giờ anh em ở nhà chưa có thời gian kêu anh em mình vệ sinh nữa nè. Cây này dạng như là cái cây chật lắc lắc ha cả nhà. Hoành eo 37. Rồi em đo cái chậu vô cũ của tôi nha. Cái cũ 59. Cũ 59, ôi cơn mưa đến rồi Trọng ơi. Cái chậu 70. 50. Chậu 70-50 cái nè. Đây cho cả nhà mình coi. Tại cái này nó mất duyên có cái là vô dây trắng ha cái nè. Nút nụ này kia có ok ha cái nè. Nút nụ rất là đạt ha. Nói chung cây này thì em bao bông rồi đó. Thân thủ rất là đẹp nè. Em thì mong muốn sao thì em bán cái cây đầu vườn thì mình bấm cái giá tốt nhất cái nè. Hồi đó cái cọng rễ này, cọng rễ tràng chắc mẹ anh Hoàng cũng cắt bỏ đi nè. Thân thủ đẹp lắm. Cái này thì em cho anh em mình cũng gửi từ đây đến cuối năm được hai cái nè. À, chậu 70-50, hoành của nó ba mấy coi như 40 đi. Tán ngang của nó tầm cũng chừng 1m2-1m3, chiều cao của nó tầm 1m. Em qua bên này cho cả nhà mình coi luôn. Em cũng bấm giá luôn ha. Cây đầu tiên của vườn thì nói chung ra cây này thì bữa mua về hai cây, nhưng có cái là mình bán một cây rồi còn cây này mình giữ lại đây nè. Đó. Mong muốn giá bán là 12 triệu ha cái nè. 12 triệu bao ship. Em cho anh em mình gửi từ đây đến cuối năm ha. Đây, cái chậu thì rất xấu ha cái nè. Bây giờ mong cả nhà mình thông cảm nha. Em chưa có thay chậu được cái nè. À, còn đây là cái vàng ôm đá ngày hôm qua mới khui ra xong nè. Rồi, vô trong ngày hôm nay tiếp tục. Ngày hôm nay thì em sẽ cho cả nhà mình coi những cái cây em sưu tầm hàng tứ quý ghép chuẩn theo cây bài, cây trực lắc ha cái nè. Đây là vàng những cái vàng mà gọi là cái hàng để bàn, nói chung cái hàng để bàn gọi là một người bướng bê á là mấy này ha cái nè. Trong đó có cây này. Đây, cho cả nhà mình coi. Siêu bông Sài Gòn hết ha cái nè. Cốt ghép ở đây cái nè. Tuy hoành nó nhỏ thôi, em mới ủ á. Đo hoành eo quá chồng.
cái này cái bé cả nhà, nhưng có cái em sưu tầm thì giá nó cũng hơi mặn. Anh em mình ví dụ anh em mình cảm thấy cái cây nó và anh em mình đánh giá được cái cây, chẳng hạn cây chuẩn trực lắc cái bài ấy, thì anh em mình có thể mua 22 quanh 22 chậu 3 cái gì? Chậu 30 độc lòng 35 hả? Ừ. Chiều cao 50 chiều cao 50 ha. Nút nụ quá cả nhà mình, nút nụ nè, nút nụ nè. Đế thì nói chung đế đẹp lắm ha cả nhà. Cây này cây cắt giật và ghép, mình nuôi theo kiểu quy bài á, nè độc chủ nè, chi 1, chi 2, chi 3 có hết luôn ha. Quay dưới trên nè. Dây em mới ủ vô cả nhà, này cái tàn đó nè. Đây, xấu là xấu cái chậu nè cả nhà mình ơi. Tại em ủ vô cả nhà, chứ đế nó đẹp lắm ha. Cái chi nó sau lưng lớn lắm nè. Nói chung cây này cây ghép vào mùa rồi. À, những cái hàng này thì nói chung ra thì nó có một cái giá cũng gọi là tương đối gọi là hơi cứng nha cả nhà. Tại vì cái cây mà dạng như là mình kê cây mà gọi là để chơi á, cây sưu tầm luôn á, thì em chỉ có gọi là 3 cây đang sưu tầm được 3 cây thôi. Còn mình nói vấn đề mà chẳng hạn như mấy hàng thằng gốc nhớt và Thủ Đức thì nó chỉ có vài triệu một cây à. Còn mấy này nè, riêng mấy này, cây này em giao lưu với cả nhà mình luôn, đúng cái giá em mua luôn hai cái nè, em sưu tầm luôn là 12 củ luôn hai cái nè. Đó, một cây, thêm cây gọng C. Cái này cũng siêu bông Sài Gòn luôn, nút nụ này cả nhà. Rất lớn ha. Cho cả nhà mình coi dàn thân ở đây. Đó, cúc ghép cả nhà, cây này già mùi lắm rồi. Mà cắt nằm đây nè, chi cành cả nhà mình thấy không, ghép này bỏ chi cắt dạng như là cốt đùi gà ở trong đó, nó bự nè, đó nó không có nhỏ, mấy này gọi là hàng già mùa mà. À, đo quanh thứ ở trong cái này quanh bự lắm. Quanh eo, cái này cây gọng C cái nè, 30 quanh 30 chậu 45 chiều cao 50 nha cái nè. Đó, cái này cây tán đồ đinh nuôi cái nè, quay xung quanh ha, dưới em mới mưa luôn á. Đây mặt hậu ở đây cái nè, đó rất là mướt cái nè. Nói chung ra thì hàng ghép á, em sẽ hồi này em sẽ quay cho cả nhà mình coi một cái cây gọi là cây ghép non, cái nó khác, còn cây già mùa nó khác cái nè. Đế nè, đây chậu chậu 45 phải không, chậu 45 cái nè. Cây này thì giá 15 hay cái nè, đó là gọi là những cây sưu tầm mà. Thì nói chung ra là mỗi người mua ý, anh em thích chơi những hàng nhanh á thì có thể họ nó mua cây này, em sẽ báo giá cây này ha. Còn tiếp tục qua cây số 3 là cái cây này, cũng là một cây trực lắc luôn hay cái nè, cốt đó đây, tập chủ nè, quá trời cái nút nụ nó nhiều trời ơi. Để sổ qua cây nè, rồi đo thông số cây đâu, quành 25 hay cái nè, chiều cao cũng 50 luôn, chiều cao 50 đang nằm trong cái chỗ 35 đó. Đâu cả nhà mình coi ha, đây đường thân nó đây, cũng ghép theo kiểu trực lắc ha cả nhà. Cây này cũng bóp giót dữ lắm, kính tàn cả nhà, kính tàn quá trời. Cây này nút nụ nhiều, cây này là em không dám mà gọi là đi luôn cả nhà. Mình cứ sáng ra nhờ anh em tưới, chứ đôi khi mà mình mà cây này mà không tưới mà nó chỉ cần nó gớt lá là đỡ là tét bét luôn á, tại vì quá trời cái nút nụ nó đạt rồi. Đây dàn ba cây này cả nhà, cây này thì em giao lưu cả nhà mình mức giá 13 cả nhà, giá 13 là ba cây tứ quý ghép vào mùa siêu bông Sài Gòn ha. Đây cho cả nhà mình coi cây này, tiếp tục là cây mai vàng này cũng ghép, thằng này là ghép siêu bông Bình Lợi cả nhà. Này em chia cũng của anh này luôn, chia của anh này luôn nè. Rồi đó thông số này, cây này thì nói chung ra thì nó là cây tán đầu đinh nuôi lên đó cả nhà, cốt ghép rồi gọi cốt ghép non thôi, mới có được vài tháng hoặc năm trời thì lớn. 34 quành, chậu này chậu 5 ạ. Chiều cao 40. Chiều cao 40. Đúng rồi, chậu 5. Chậu 5 cái nè. Nói chung đế thì đế được thôi ha. Hôm bữa em cũng nói cả nhà mình luôn, em mua cái này là 4.999.000 nè. Đó, ngày hôm nay thì em bán cả nhà mình thì cộng theo tiền ship ha cả nhà. Nè. Đây, tại Lê nè, hôm bữa em cọc 1 triệu nè. Em mua bán thì có sao mình nói vậy ha cả nhà. Cái này thì em cộng thêm tiền vận chuyển thôi, đóng khung này kia thì em giao cộng thêm là 600 nữa ha cả nhà, cộng thêm 600 nữa coi như 5.6 thôi cả nhà. Đó, gian như mình chia cho cả nhà mình thôi. Còn vấn đề mà em mua bán thì lúc nào cũng vậy, có sao thì mình đều tả cho nó chính xác hết ha cả nhà. Đây là ba cây đây. Đó, dưới em đang bị mưa nó ngập lắm, nhưng mà có cái đám mà em trồng chậu cả nhà thấy không? Hên con có cái là mình đùn lên hết, nó không có bị ngập. Còn đây là đám gốc nhớt này thì
chuẩn bị vài ngày nữa em sẽ gọi là em sẽ bán từ từ ha cả nhà. Đó. Đây là lô ôm đá cho cả nhà mình coi. Lô ôm đá, lô ôm đá thì trong này thì em cũng đang nhận gạch rồi, em cũng nói cả nhà mình luôn thì lô ôm đá này mỗi lần mà lên là có một số anh em vô cũng bình luận nói này nói kia lắm, nhưng mà thôi kệ, mỗi người một cách nhìn nhận hay cái nè. Đó, người thì nói cây này vài trăm ngàn một cây, cây thì vài triệu cây, trời ơi nuôi bao nhiêu năm trời mới được gì cho cả nhà. Cây này em nhận gạch rồi nè. Còn cây này à, cây này em qua mới khui nè cả nhà, em mới khui nè, dảo diên nữa cả nhà, dảo diên nó phong cách dữ lắm cả nhà. Đây cây nữa, lồ lồ ôm đá. À, nói chung ra giá thì nó trên 10 hết rồi cả nhà. Từ mức giá rẻ cũng phải là từ có một cây hôm qua em cũng kêu 9 triệu em chuẩn bị tán đầu đinh á, em nuôi lại. Là cái này nè, chuẩn bị em cắt ghép lại cả nhà. Tại vì nói chung ra thì cái thân thủ của cây này thì em không có mê nó cho lắm. Em muốn cắt lại thì em ý đồ của em là năm nay á thì chẳng hạn như là mình làm xong á mình sẽ cắt. Mình nuôi lại kiểu phong lùng, em cắt đây nè hoặc cắt đây cả nhà. Nuôi mình ghép lên. Đó. Thì nói chung ra mỗi người cái cách chơi thôi, mình không có nói được đến cái cách chơi của mỗi người đều khác nhau cả nhà. Mưa phải không chồng? Mưa rồi cả nhà mình ơi, hên em biến trong dù em sẽ nói chuyện cả nhà mình. Đây, còn cách thức trồng phô mai của em đây cả nhà. Cả nhà thấy cây này ngày hôm nay nó sung tốt không? Quá trời nó khung luôn. Lá nó ra về cả nhà mình phải kích rễ nha cả nhà. Kích rễ từng lạm lần, thay đổi kích rễ liên tục ha. Còn bốn phô mai này hôm bữa em có mới trồng đây à. Nó mới kéo nhựa đây. Lá gì nè, cái lá non ra là cả nhà mình phải xịt thuốc sâu bọ chỉ liền. Bữa mới mang ra là bị tắp nắng cháy lá nhẹ cái này. Cây này cả nhà thấy coi dài đế này, khủng khiếp luôn. Còn mấy cây này ông kiểm tra thử xem mấy cây này có cây nào kéo nhựa chưa chồng? Đâm mục luôn hả? À, cả nhà mình coi thân thủ nữa. Còn cây này là cây bữa em với em làm cái đoạn clip hướng dẫn em mình trồng bồn đó, để xem ngày hôm nay nó có đi ở dưới này lên tược, tược cũ của nó rồi đâm vào trong á. Mình trồng mùa mưa này nên chùm lại cả nhà. Rồi ở đây thì ngày hôm qua em có lên cũng giao lưu vài cây, có cái bán được cũng 4-5 cây cả nhà. Em còn những cây mai quái nè, chuẩn bị cũng lên chậu nè. Đường thân thì quái lắm, những cây em lên bồn em nuôi, em chuẩn bị mấy cái này em cũng lên bồn mà. Đây lên bồn cho nè, nhanh cực kỳ, có mới có mấy tháng này cả nhà. Lô này em mang về đây trồng chắc cái cây này được khoảng chừng 3 tháng tuổi mà giờ em vô được nước dây 1 rồi, đang chuẩn bị bẻ cho nó xong hết luôn. Hôm nay em cũng có cây nữa nè, cây này thì mới vô được nước dây nửa chừng, còn đọt chủ nữa chưa vô, nãy mưa quá cả nhà, mưa quá em vô nước dây 1 nè. Vô nước dây xong cái mình nuôi thả, biết gần anh em nhìn thấy bẻ cành lê que que này nè. Anh em mình muốn chi cành nó bự là anh em mình phải biết rằng nuôi thời gian rất là lâu, từ 2 năm 3 năm mình nuôi thả lên cái cành nó mới bự được. Còn nhầm thứ anh em mình thấy em đang lên những cái chi cành cỡ gì nè, anh em mình nói ui người ta nuôi cổ tay, anh em mình so bì từ những cái cây mà mới nuôi được vài tháng với những cái cây mai cả 5-6 năm á, nó đâu có được. Rồi mỗi người anh em mình nhìn nhận nó đều có một cái khía cạnh, nó đều phải nó đúng xíu này. Chuẩn bị cho ăn phân nữa, quá trời nó đi cơ vậy cả nhà, cơ vậy là im dữ lắm em luôn. Mưa rồi bởi vậy là anh em đang che lại những cái cây này cái nè. Năm nay thì những cái cây ôm đá lớn này thì tất nhiên là năm nay em cho mướn rồi cả nhà, cho mướn cây này năm nay em cho mướn 10 triệu nè, nút nụ quá trời luôn. À, cái này cho dảo diên nha cả nhà, cái dảo diên ôm đá tiêu cảnh. Đây, cho cả nhà mình coi phong cây nè. Phong cây đẹp lắm, cây này mà chịu khó mà lúc đầu năm phải chịu mà em vô được nước dây á, im quá. Cái tàn của nó bề ngang không là một mét mấy á, cái chậu này không là khoảng chừng gần mét rồi, 90 hay mét gì nè. Ở dưới là mình thả tiêu cảnh, thay vì mà cuối năm đến là chẳng hạn như là mình cho đi mướn á, thì em sẽ đắp rong rêu này kia lên cho nó đẹp cái, để cho anh em mình có mướn là nhìn cho nó có gì đó mới mẻ. Hôm bữa mấy cái bông này quên chụp hình đó chồng ha. Ừ, lô này bông đẹp cực kỳ luôn nè. Mới trồng có mấy ngày, như 4 ngày như trồng. Còn nói chung ra thì hàng thành phẩm thì em đang gom từ từ về, là em bắt đầu là em ngưng rồi cả nhà. Mình bán từ đây tới Tết là lai gai được rồi. Chứ còn mua thêm rồi, mua hoài mua chịu nổi. Bởi vì là em trồng phôi thì nhiều, sáng năm bắt đầu làm những cây của mình ha.
cây này mà nghỉ dữ lắm rồi. Cả nhà mình ơi, thôi mưa rồi, giờ này em cũng phải vô nhà thôi. Và đây là cái ngày đầu tiên mà em lên giao lưu với cả nhà mình những cái mai, gọi là cái cây mai đầu tiên của vườn. Hy vọng cái đầu clip ngày hôm nay mình được anh em mình ủng hộ một cây đi nữa, mình cũng rất là cảm ơn ha. Rồi em kính chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống nha. Cô chú anh chị đi ngang thay đổi clip của em hay, xin mỗi người cho em một like, một cái chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng Miền Nam của em. Em xin chào tạm biệt và hẹn quý cô chú anh chị trong clip ngày mai ạ.